Kính thưa quý vị, cảnh sát lại đụng độ với người biểu tình ở Sidi Bouzid, Tunisia, tin từ Sidi Bouzid. Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình lại xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay ở thị trấn Sidi Bouzid thuộc miền nam của Tunisia, sau khi một nhân vật đối lập thế tục bị ám sát vào giữa tuần. Căng thẳng tăng cao từ khi Mohamed Rami bị giết ngay trước nhà riêng vào hôm thứ Năm và các cuộc biểu tình rầm rộ trong ngày hôm qua bị cảnh sát dập tắt bằng hơi cay. Trong một nỗ lực ngăn chặn tình trạng bất ổn giữa bối cảnh biểu tình liên tục xảy ra, các đối tác liên minh thế tục của đảng Hồi giáo cầm quyền Tunisia cho biết là họ đã đàm phán để đạt thỏa thuận chia sẻ quyền lực mới. Phát ngôn viên của Hội đồng Lập hiến là Quốc hội chuyển tiếp Tunisia được giao nhiệm vụ là soạn thảo hiến pháp mới cho đất nước Bắc Phi 11 triệu người, nói là ông ta hy vọng thỏa thuận được ký vào vài giờ tới. Nỗ lực đạt được thỏa thuận mới của các đối tác liên minh thế tục có thể giúp để xoa dịu lời lẽ ngày càng cứng rắn của cả hai bên. Nhưng cho đến nay thì các cuộc biểu tình trong nước vẫn tiếp tục diễn ra. Tại thị trấn Sidi Bouzid, người dân địa phương nói với Reuters có hàng trăm người biểu tình giận dữ đốt đồ vật trên đường phố để ngăn chặn và ném đá vào cảnh sát.